Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lập Suối Tới Kia đây. Hôm nay Lập sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Trong ngày hôm nay thì Lập sẽ làm một cái chỗ cắm trại các bạn ơi. Ở khu nhà cũ của mình có làm một chỗ cắm trại mini rồi, nhưng mà mình chưa kịp dựng lều ấy. Cho nên qua khu mới này mình sẽ làm một chỗ cắm trại và có cái lều luôn nha. Ok, mình đã dọn cái sẵn khu này rồi các bạn ơi. Và mình sẽ làm cái đó bằng vật liệu chính là len và gỗ gừng nha các bạn. Len thì mình cũng đã lấy từ trong thời gian 2 tập ấy. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái chỗ khá là phẳng phẳng đi. Tại vì mình cần làm chỗ này kích thước tầm 5x5 mấy các bạn. Đấy. Đầu tiên thì mình sẽ đào xuống đi. Mình sẽ đào ngay đâu ta? Ok, chắc cắm trại gần cái hồ này nha các bạn. Tại vì mình thấy cái hồ này rất là đẹp luôn này. Ok, bây giờ mình sẽ setup nha. 1 2 3 4 5. Đấy. Cái này chắc là 5x5, cho nên mình sẽ đào ra cái này là 2 nè. 3 4 5. Đấy. Sau khi các bạn được cái chỗ 5x5 thì các bạn ốp ở dưới là bằng slab cho mình nha, tại vì mình có đặt cái giường ở phía dưới luôn đấy các bạn. Và ở mỗi góc ấy thì các bạn đặt đào thêm cho mình một ô nha các bạn. Đấy, đào như vậy này. Ở đây, ở bên đây cũng như là ở bên đây. Đó, sau đó thì các bạn đặt len cho mình nha. Mình thì dùng len trắng thôi các bạn ơi. Mình sẽ đặt len cái này chắc không cần đặt len cũng được. Mình sẽ đặt len ngay tại bên đây nè các bạn. Đó. Các bạn có thể dùng mấy màu khác nha. Hiện tại thì mình có thể dùng len màu trắng và len màu đỏ thôi các bạn ơi, tại vì mình có cái bông để farm này. Rồi, các bạn lên cho mình là 3 ô nha. Rồi, lên 3 ô. Đấy, tiếp theo là thuộc vào một ô cũng như là rồi, như là được rồi này. Đấy. Rồi sau đó thì các bạn đặt cho mình cầu thang nha. Cầu thang thì các bạn đặt như vậy. Đặt như vậy. Rồi, sau đó úp ngược lại và đặt block lên. Đấy, như vậy. Rồi sau đó đặt cái cầu hang này. À không, cái này phải đặt cầu hang ở đây chứ. Đó, sau đó mới chỉ ngược lại các bạn ơi. Và một cái ở như vậy. Đó, nó sẽ tạo được một cái đường nhìn khá là ổn đó các bạn. Cái này sẽ chỉ vô vầy. Và cái này là block nè. Block rồi cầu hang. Và một cái cầu hang. Rồi, cái này thì các bạn có thể ốp bằng vật liệu khác cũng được này. Rồi, mình thấy cũng ổn rồi đấy. Ở trên này thì mình cũng đặt tương tự ở bên trái nha. Đặt ngược lại như vậy. Và sau đó thì các bạn ấp ngược lại ở phía bên trên này. Ấp ngược lại như vậy này. Đấy. Giống như một cái mái nhà vậy các bạn ơi. Là như vậy. Đó. Vậy là được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ấp phần ở phía dưới nha. Phía dưới thì mình sẽ dùng slab các bạn ơi. Nhưng mà mình chắc mình lấy thêm ít gỗ vân sam đi. Tại vì mình muốn làm cái phần sàn của cái lều ấy là bằng gỗ vân sam các ông ơi. Nhìn cho nó đẹp ấy. Chứ mình dùng gỗ rừng để làm phần mái rồi. Nếu dùng làm phần sàn nữa thì nhìn nó sẽ không hay đâu các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ lấy thêm ít gỗ vân sam nha. Đó, để mình check coi cái máy phong trứng hoạt động có tốt nha các bạn. Đó. Nói chung thì mình chỉ có vài bé gà ở bên trong thôi, nhưng mà đẻ rất là nhiều luôn các ông ơi. Bây giờ mình sẽ lấy một ít gỗ nha. Gỗ thì mình sẽ lấy gỗ vân sam. Đây, mình có một ít gỗ vân sam rồi nè. Ngoài ra thì mình cũng phải farm thêm ít cái bột xương các bạn. Đấy, để đổi ra cái bông này. Đó, được quá trời bông luôn. Sau đó mình sẽ đổi ra cái len màu đỏ để làm cái liều tiếp theo nha. Được 18 luôn. Wow. Ok, giờ quan bản tiếp tục xây thôi các bạn. Ngoài ra thì cái máy farm thịt gà của mình hình như cũng hoạt động rồi đó các bạn ơi. Tại vì mình thấy có mấy bé gà ở trong lớn rồi đây. Để mình coi. Dạ. Đó. Nó mới hoạt động đó các bạn. Đấy. Ồ, thấy không? Một đống mấy gà con ở trong luôn kìa. Đấy, mình được 21 gà chín luôn các bạn. Đấy, lấy ăn thoải mái luôn. Đấy, các bạn chỉ cần việc vào thế giới hoặc là AFK các bạn ơi, thì cái máy farm này sẽ hoạt động và các bạn sẽ có nguồn thức ăn tương đối ổn định luôn. Rồi. Ở đây mình nghĩ chắc sẽ up lại bằng len đi để nhìn cho nó đẹp đấy các bạn ơi. Rồi, ở đây cũng vậy và ở đây luôn. Rồi, tiếp theo thì các bạn ốp lại lên thành một cái kiểu như bức tường đấy các bạn. Đó, tương tự ở bên đây luôn nha. Đấy, nói chung thì làm cái này nó tốn khá là nhiều len các bạn ơi. Mình thì có khá là ít cừu ấy, cho nên farm vừa lâu mà vừa không được nhiều nữa. Cho sau này chắc mình sẽ làm một cái chuồng cừu bự xíu ấy để mình có thể farm được len nhiều hơn các bạn ơi. Rồi, mới đây gần hết một stack máy của mình rồi. Cái này không cần, cái này không cần. Rồi, này đập ra luôn. Sau đó thì mình sẽ đặt cầu thang tương tự ở phần ở phía trước ấy các bạn. Đặt như vậy này. Đó. Như vậy. Rồi một block đi lên. Và một cái cầu thang ở đây. Và ấp ngược lại ở bên đây. Đấy. Giờ mình sẽ chế tạo thêm một ít cái cầu thang nha.
một cái bàn chế tạo này, đặt xuống. Sau đó mình sẽ grab cái cầu thang trước đi. Đó, được 4 cái. Rồi mình sẽ đi lên nè, 1, 2. Cái này là cầu thang. Sau đó là úp ngược lại. Rồi, ui vô trụ. Đi lên đây. Đúng không ta? À đúng rồi, đặt như vậy là đúng nè các bạn. Đó, như vậy. Úp lại, rồi sau đó làm tiếp phần máy thôi. Đó, sau đó mình sẽ làm một cái cây kiểu như chống cái lèo lên đấy các bạn ơi. Mình sẽ làm thêm một cái cầu thang nữa đi. Đấy, gỗ gừng thì mình có khá nhiều các bạn ơi. Với lại cây gỗ gừng ấy thì có thể farm rất là dễ luôn. Tại vì một cây gỗ gừng thì có cái thân là 2x2 các bạn. Đó, rất là nhiều gỗ cho mình farm cho một lần chặt luôn. Rồi, giờ sáng thức dậy rồi làm tiếp nha. Để mình làm cái phần sàn trước đi các bạn. Sẽ ốp phần sàn lại bằng gỗ băng sam nha. Gỗ băng sam thì mình sẽ đổi ra cái slab các bạn ơi. Rồi mình làm một cái giường ở trong luôn. Để khi cắm trại mà buổi tối thì mình có thể ngủ được đây. Rồi, đặt xuống như vậy nè. Cái này thì sẽ đập ra đi. Đó, đặt xuống như vậy. Ở bên trong thì mình cũng thể để rương này, để giường này. Rồi giờ mình sẽ làm một cái giường luôn nha. 1, 2, 3. Đúng không ta? Rồi, 1, 2 thôi. Đấy, mình làm được hai cái giường màu đỏ các bạn ơi. Hai cái giường màu đỏ này. Dày. Đó, được hai cái giường màu đỏ thì mình sẽ đặt ở phía dưới luôn nha. Mình sẽ đặt sát ở đây đi các bạn ơi. Đó, đặt sát cho mình hai bên luôn. Ở đây và ở bên đây. Đấy. Và ở đây thì mình có thể đặt một cái rương này. Đó, giờ mình sẽ làm một cái rương luôn. Mình vừa xây mình vừa trang trí ở bên trong luôn ấy các bạn. Đó, được hai cái rương. Rồi, đặt xuống ở đây và ở đây. Nhưng mà ở đây thì có thể nhìn ở phía dưới này. Cho nên chắc ở dưới mình sẽ ốp bằng cái gỗ lại luôn nha. Để nhìn cho đỡ kỳ ấy các bạn ơi. Mình sẽ ốp lại bằng gỗ văn sam ở đây. Búp búp ở đây. Cái này là đặt cái rương mới đúng. Đặt cái rương ở đây đúng không? Vậy là cần phải ốp ở hai bên nữa. Rồi, vậy là ổn cái này. Đó, khi đó mình ốp cái rương thì nó sẽ không nhìn thấy phần đất ở phía dưới ấy các bạn. Đấy. Vậy là bị trũng rồi. Phải đi lên một ô nữa. Dày và đặt cái gương xuống. Rồi, đấy, như vậy mình sẽ nhìn thấy phần gỗ phía dưới thay vì là phần đất nha bạn. Tương tự với phần bên đây luôn nha. Đào xuống 4 ô nè. Đó, đặt cái gỗ băng sam xuống. Và đặt một cái rương lên. Rồi, đây là hành lý mình cắm trại nha bạn. Ngoài ra thì ở đây mình có thể ốp lại bằng cái cầu thang tiếp đi. Để như có cái đường đi ra đi vô mà bằng gỗ luôn ấy các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ chế tạo một ít cái cầu thang nè. Cầu thang thì mình sẽ dùng cầu thang gỗ gừng đấy các bạn. Rồi, đỡ ra một ít cái cầu thang. Đấy. Sau đó thì ốp lại thôi. Đó, mình sẽ nghĩ ốp ngược lại gì sẽ đẹp nè các bạn. Đó. Cái này sai. Cái này là phải ốp ngược lại như vậy này. Đó, gì mới đúng này. Đấy, mình có đường đi lên đi xuống nè các bạn. Rồi. Đấy, giờ mình sẽ đập ở đây. Rồi đặt xuống phía dưới. Tương tự với bên đây. Đấy, đặt đây. Rồi, xong. Ngoài ra thì mình có thể đặt lò nung ấy các bạn ơi. Lò nung á. Để mình coi. Thôi, giờ mình làm trước cái phần máy ở phía trên đi các bạn ơi. Dạ, leo lên. Rồi, làm tiếp phần máy ở đây. Và đặt ngược lại bên đây. Đấy. Cái này chắc đặt như vậy luôn đi các bạn ơi. Đó, như vậy mình thấy khá ổn cái này. Bây giờ mình sẽ làm phần phần gậy để chống cái lèo nha. Rồi, đầu tiên thì các bạn đặt cho mình một cái tường đá đi. Đặt ở đây, ở giữa nha các bạn. Sau đó là cái hàng rào gì cũng được nha. Mình thì dùng hàng rào của xoài các bạn ơi. Đó, như vậy nó sẽ chống lên. Bây giờ mình chưa có cọng dây leo các bạn. Nếu mình có cọng dây leo mình sẽ nối cọng dây leo. À không, cái đó là cọng dây thôi. Đó, cọng dây mình sẽ nối từ đây vào một con mốp, con thỏ hay con mèo gì ấy. Ở phía dưới thì nó sẽ giống như một cọng dây để dựng cái lèo các bạn ơi. Nhìn khá là đẹp luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lấy cái này lại. Làm ở tương tự mặt sau luôn nha. Đấy, mà hai dựng bằng hai cái cây chống mới dựng chắc được các bạn ơi. Đó. Giờ mình sẽ tìm cách gắn cái gì ta? Cái đèn lồng các bạn. Tại vì đi cắm trại mà có đèn lồng thì nó sẽ đẹp hơn các bạn ơi. Đặt cái này ra đi. Đó. Ở đây chắc mình sẽ làm một cái chỗ chế tạo nha. Chế tạo đặt ở đâu cho hợp ta? Ok, đặt ở đây đi. Mình thấy đặt đây cũng được này. Mà không, đặt ở đây thì nó bị hõm xuống. Hoặc là mình có thể đặt ở đây cũng được này. Đặt như vậy. Đó, vừa có chỗ chế tạo nè các bạn. Ok. Đấy, vậy là ổn rồi đấy. Tương tự các bạn có thể làm nhiều màu khác nhau nha. Ở đây thì mình chỉ làm một cái màu trắng trước thôi các bạn ơi. Các bạn ơi, mấy anh dân làng của mình đã bị bọn cướp dân làng giết hết rồi. Bây giờ trong cái chỗ farm dân làng của mình chỉ toàn là cái cướp dân làng thôi.
Mình không biết tại sao mấy tên này có thể chui vô được bên trong nha. Đấy bây giờ không còn một anh dân làng nào luôn. Rồi sắp tới chắc mình phải ngồi rồi AFK đấy để tìm mấy anh zombie dân làng rồi mình bắt đầu cứu ảnh rồi làm lại cái farm nha bạn. Chứ bây giờ như vậy thì sao mình có thêm dân làng rồi đưa vào làng để sống nữa. Chán ghê luôn ấy. Dám cướp và đánh mấy anh dân làng của tôi nè. Đó là tên cầm đầu đó con ơi, tí mình sẽ qua xử sau nha. Hiện tại thì mình đang qua đây để lấy xương rồng các bạn, để mình làm cái thêm một vài cái lều nữa ấy. Rồi mình cũng được một ít xương rồng nè, giờ mình sẽ lấy thêm xương rồng rồi chúng ta cùng quay về nấu rồi làm cái bột nhuộm nha. Ok cảm ơn, bây giờ mình sẽ chế tạo một cái lửa trại nha. Công thức lửa trại thì cần gỗ thì phải. Mình để mình xem coi lửa trại đúng không. Bấm chữ lửa đi. Đó, lửa trại đây. Cần que nữa các bạn ơi, giờ mình sẽ làm ít que nha. Đấy, rồi, bấm luôn. Bàn làm cúng tên. Hay nha. Để mình coi mình có đá lửa không nha bạn. Bàn làm cung tên á. Wow, 1, 2. Rồi mình lấy cái cúp gia tài của mình ấy, mình đập cho nó ra cái đá lửa nha bạn. Wow, hình như có cái bàn mới hay sao các bạn ơi. Được đấy. Rồi, giờ làm thử cái bàn làm cung tên luôn nha. Bàn làm cung tên đúng không. Để mình đặt xuống ngay đâu ta. Đặt ở trên đi, cái lò nung nè bạn. Đặt ở đây, đó. Cái lốc này vẫn chưa dùng được các bạn ơi. Giống như cái lốc gì công cụ vậy các bạn, vẫn chưa dùng được ấy. Wow, nhìn đẹp ghê luôn ấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm một cái lửa trại nha. Lửa trại đúng không? Đây, lửa trại. Rồi, cũng như là làm thêm một ít cái vạc các bạn ơi, để mình làm cái chỗ kiểu như nó đang nấu nước ấy. Đó, rất là thú vị luôn. Rồi, một cái vạc này, cũng như là một ít cái tường đá thì mình có rồi. Rồi ok, giờ ra ngoài tiếp tục hỏi bạn. Mình sẽ lấy thêm một ít cái đá cuội đã, để có gì mình còn sử dụng nữa các bạn ơi. Một ít đá cuội rồi đá này cũng như là một ít đất đi. Đấy, một ít đất. Rồi, ra ngoài thôi. Đấy, giờ mình ra ngoài mình sẽ làm một cái chỗ để chúng ta đốt lửa trại nha. Đi cắm trại mà các bạn phải có lửa trại thì mới hợp lý chứ đúng không? Rồi, chỗ lửa trại thì mình sẽ đặt ở đâu ta? Tại vì mình dự định sẽ xây thêm mấy cái lều nữa các bạn ơi. Chắc mình sẽ làm lửa trại ngay đây nha. Đó, lửa trại thì mình sẽ đặt một cái cái này là chỗ nấu nước chứ. Thường thường mấy chỗ nung nấu thì ở giữa cái khu cắm trại các bạn. Giờ mình sẽ đặt slab đi. Giờ mình sẽ chế tạo một ít cái slab bằng đá nha bạn. Slab đá đúng không? Slab đá này rồi, được một ít rồi. Tiếp theo mình sẽ đặt ngay tại ngay tại đây đi. Rồi ở đây thì mình sẽ làm cái chỗ đặt cái cục gì ta? Cục đó là cục đá ở dưới nether các bạn. Rồi và một block ở đây, ở bên đây. Rồi sau đó mình sẽ đặt cái gì ta, cái tường đá cuội lên đó các bạn. Ở đây đây, rồi mình sẽ máng cái vạc vào nha. Máng vạc vào đây rồi đặt cái hàng rào phía trên. Hàng rào chắc mình dùng hàng rào gỗ rừng đi các bạn ơi, để cho nó khác cái màu cái hàng rào này nè. Hàng rào gỗ rừng đúng không? Thì mình sẽ đổi ra một ít cái que trước. Sau đó thì mình sẽ đặt như vậy và hình như mình có gỗ gần đây. Đó, mình có một ít gỗ gần. Rồi, đặt như vậy. Đấy, một ít cái hàng rào các bạn. Giờ mình sẽ bắt đầu đặt vào nha. Để kiểu như nó gánh cái vạc ấy các bạn. Đấy, ở đây thì mình có thể đặt nước vào này. Mình sẽ bỏ xuống nước vào. Đó. Sau đó mình đặt một cái cục đá dưới nether phía dưới ấy. Rồi mình sẽ đốt lửa lên thì nó nhìn rất giống là đang nấu nước luôn các bạn ơi. Chỉ có điều là không có thể bốc khói thôi. Rồi, vậy lỗi rồi nha. Ngoài ra thì cần phải có chỗ để ngồi nữa các bạn ơi. Phần ghế thì mình sẽ đặt ngang nha các bạn. Đó, mình sẽ đặt ngang như vậy. 1, 2, 3. Đấy. Cách cái chỗ nấu nước này tầm 2 ô là vừa các bạn ơi. Sau đó mình sẽ đặt cái cửa sạp xuống hai bên này. Đấy. Tương tự ở mấy hướng còn lại luôn nha. Mình sẽ đặt 4 hướng luôn các bạn ơi. Ở bên đây. 1, 2, 3. Đó. Ở đây. Rồi sau đó thì mình đặt hai cái cửa sạp vào thôi. Đấy, rất là đơn giản. Nhưng mà nhìn nó sẽ hay hơn cảm ơn. Tại vì đi cắm trại mà đâu cần phải làm ghế cho nó gườm gà đâu đúng không. Rồi đặt ở đây 1, 2, 3. Rồi sau đó ốp lại bằng cái cửa sạp. Đấy, vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ tìm một cái chỗ ấy để mình làm nơi để nấu nướng các bạn ơi. Tại vì cắm trại mà cần phải có nơi nấu nướng nữa ấy. Đấy. Rồi làm nốt cái ghế thôi. 1, 2, 3. Đặt cửa sạp vào đây và ở bên đây. Rồi tiếp theo mình sẽ làm một cái chỗ nấu nướng thì mình sẽ đặt ở bên đây đi các bạn ơi, tại vì mình thấy bên đây còn khá là trống này. Nấu nướng thì mình sẽ dùng cái lửa trại này nha.
Rồi, mình sẽ đặt ngay tại ngay tại đây đi nha. Rồi, đặt cái lửa trại lên. Ở phía dưới các bạn thì mình sẽ đặt một cái gì ta? Cái đó là cái kiện rơm ấy, để cho nó khói nó bốc cao hơn các bạn ơi. Tại vì lúc đầu các bạn có chỉ mình đây. À, bây giờ mình sẽ lấy một ít cái kiện rơm rồi mình đặt ở phía dưới nha. Lúa thì hình như mình cũng hết rồi, cho nên bây giờ mình sẽ thu hoạch luôn các bạn ơi. Kiện rơm này thì mình để trang trí cho cái chỗ farm trứng của mình, cho nên không cần phải đập đâu các bạn. Giờ chúng ta sẽ thu hoạch cái chỗ lúa này nha. À, thu hoạch nào. Bụp. Bụp. Đó, một phát một là ha, thu hoạch hết luôn. Rồi, giờ mình chỉ cần nhặt lại thôi các bạn. Đấy, ok, giờ mình sẽ nhặt và trồng lại nha. Bây giờ mình sẽ chế tạo cái kiện rơm nha các bạn. À, công thức kiện rơm là đây. Đó, tại vì kiện rơm sẽ giúp cái khói bay cao hơn ấy. Đấy. Ok, bây giờ qua bển đặt vào thôi. Để mình xem coi cái chỗ cắm trại còn thiếu gì không ta. Ok, chắc như vậy là đủ đó. Mình mới nghe cái tiếng con gì các bạn ơi. Ủa, tiếng con gì ta? Ui. À, tên cướp dân làng hả? Dám cầm rìu hả? Cầm rìu này. Giờ mình dọn mấy anh cướp dân làng hết sức luôn các bạn ơi. Tự nhiên vào giết hết trơn mấy anh dân làng của mình à. Giờ mình không còn ở dân làng nữa luôn, đã cái làng mình hết rồi. Làng mình không còn luôn các bạn à, tại vì làng của mình ấy là hồi trước là ngôi làng zombie mà, đâu có anh mấy anh dân làng đâu, toàn là zombie dân làng thôi. Mình vừa cứu mấy ảnh rồi bây giờ ảnh lại bị mấy tên cướp dân làng này giết mất tiêu à. Giận hết sức á. Ok, mình sẽ đặt một cái kiện rơm ở phía dưới nha. Rồi, đập ra và đặt kiện rơm xuống. Vậy đó, như vậy thì nó sẽ bốc khói cao hơn các bạn ơi. Đấy, bây giờ là khói tới đây đúng không? Đó, bây giờ nó đã cao hơn kìa. Đấy. Rồi, ấp lại. Đây. Đấy, vậy xong rồi. Ở đây thì mình cũng có một chỗ để ngồi luôn các bạn ơi. Mình sẽ đặt mấy cái slab đi để làm chỗ ngồi nha các bạn. Đó. Cái này chỗ ngồi một ô thôi. Đấy. Rồi ở đây và ở bên đây. Mình sẽ đặt mấy cái bảng ở bên phía sau nha để làm cái kiểu như cái đồ dựa ấy các bạn. Rồi. Đặt như vậy và ở bên đây. Đấy, vậy là xong rồi. À, ở đây là cái chỗ trung tâm này để nấu nước rồi trò chuyện nè các bạn. Còn bên đây là chỗ để mình nướng thịt rồi ấy. Đó, nếu thích thì mình có thể làm thêm nhiều chỗ để nướng thịt nữa các bạn ơi. Rồi, ok, tạm thời thì mình chỉ làm và trang trí tới đây thôi nha. Trong thời gian giữa hai tập ấy thì mình sẽ làm thêm một vài cái trại, cái lều trại nè các bạn. Ở hướng bên đây cũng như hướng bên đây nè các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nha. Ok, cảm ơn. Những tập trước ấy thì mình đã xây được một ngôi nhà trên cây rồi. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái khu vườn nhỏ nhỏ trên cây luôn các bạn ơi. Để khi nhiều khi mà ở trên đây ấy, thì mình có thể ra đây trồng trọt rồi sắp tới có thể là làm chỗ chăn nuôi luôn cũng được ấy. Ok, mình dự định sẽ làm thêm một cái ruộng nhỏ nhỏ ở trên cái cành cây này nè các bạn. Đó, mình thấy cành cây này khá thích hợp luôn. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái đường đi để qua bển nha. Đường đi thì chắc mình cũng dùng cây cầu bằng cái gỗ băng sam thôi các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ ốp mấy cái slab qua bển nha. À, đường đi thì chắc sẽ cái này thì làm đường 2x2 các bạn à. Đường qua bên kia thì là 3x3, còn đường này chỉ là 2x2 thôi nhá. 1 2 rồi 3 ô. Đấy. Cái này dùng slab hay là dùng cái ấy ta? Mình đang phân vân dùng slab hay dùng phiến các bạn ơi. Ok, chắc hôm nay dùng cái slab đi các bạn. Nếu mà không ổn ấy thì trong thời gian giữa tập mình sẽ sửa lại sau nhá. Rồi, mình sẽ đặt xuống ở phía dưới này. Cứ ra 3 ô các bạn rồi mình đi xuống một lần ấy. Rồi sau đó mình mới đi lên lại. Rồi cái này là đi xuống thêm 3 ô nữa. Để coi có được không nha. Ui da. Đây là 1 ô. Đấy, 2 ô. 3 ô rồi bắt đầu đi lên lại nè. 1, 2. Đó. Và ui da, 3 ô. Đấy, vậy là ổn rồi. Ồ, chắc nó vừa đủ luôn các bạn ơi. May mắn thật ấy. Rồi 2 và 3. Vừa đủ luôn. Rồi, vậy là hợp lý rồi. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ làm một cái đường xoắn để đi lên trên nha các bạn. Mình sẽ làm cái chỗ farm ngay hai cái cành đây đó. Mình sẽ tận dụng luôn nha. Đường đi lên thì mình sẽ làm như vậy này. Cái này sẽ đi ra thêm một ô đó các bạn. Để nhiều khi mình lại đây á, mình không bị trượt chân rồi té xuống dưới các bạn ơi. Đó, rồi bây giờ bắt đầu đi lên nha. Rồi đi lên, đường đi lên thì sẽ như vậy. Đấy. Cái này là đi ra nè. Cái này có nên ra thêm ô không ta? Mình sợ đi qua tới khúc này bị té lắm các bạn ơi. Ok, cái này để mình ốp bằng cái khác đi. Để tránh trường hợp mình bị rơi ấy. Mình sợ té lắm. Tại vì mình đi nhiều khi không để ý các bạn là té ngay ấy mà. Rồi, ui. À, tới đây bị dướng rồi. Chắc mình sẽ đập cái này được không? Cái này phải đập vào lốc này ra rồi.
Thôi kệ đi, lỡ đập rồi không sao đâu bạn ơi. Rồi đặt lên lên đây này. Đó, để mình có một cái đường đi. Cái này có lá đẹp ghê luôn. Chắc ở đây chắc mình sẽ ốp lá lại luôn các bạn ơi. Đó. Đấy, cũng hợp lý ấy. Rồi ốp lá lại. Để tránh trường hợp mình đi mình té nhá. Rồi, làm cái cầu sẵn lên xíu nữa các bạn ơi. Để mình đi lên trên đây này. Đó. Rồi, cái này là hai ô và cái này đi lên. Đấy. Làm như vậy thì mình không sợ bị đụng đầu khi đi lên cầu thang ấy các bạn ơi. Nhiều khi mình làm cầu thang mà không để ý là sẽ bị đụng đầu ấy. Cho nên làm trường hợp làm như vậy thì sẽ tránh được trường hợp bị đụng đầu nhá. Rồi bây giờ mình sẽ làm thêm ít cái phiến nữa các bạn ơi. Đó, làm thêm ít phiến đi, tha hồ mà làm cầu thang luôn. Rồi. Đấy, đặt vào đây và mình tới này. Ồ, cái này chắc mình sẽ làm khác biệt một chút các bạn ơi. Thông thường thì mình lên thì mình đi bằng đường đường bộ gì đúng không? Hôm nay mình sẽ làm một cái kiểu như một cái hàng rào hoặc là cái cầu thang bạn để trèo lên đây này, rồi mình lên cái farm ấy. Rồi, giờ mình sẽ làm ít cái hàng rào đi. Cái thang á hay là làm cái bằng dàn giáo ta? Ok, chắc mình lấy dàn giáo đi các bạn ơi. Mình sẽ về nhà để lấy dàn giáo nha, rồi quay lại đặt làm cái đường để trèo lên cái vườn luôn, nhìn nó sẽ hay hơn nha, tại vì phiên bản mới này có dàn giáo các bạn. Ok, giờ mình sẽ lấy dàn giáo rồi quay trở lại tiếp tục xây dựng nha. Mình đã lấy xong dàn giáo rồi, bây giờ chúng ta cùng lại đằng kia rồi đặt vào nha bạn. Đó, đây là đường đi lên. Yeah, rồi đi lên thôi. Và mình sẽ đặt cái này hình như bị vướng nè các bạn, vướng mấy cọng dây leo ấy, chắc mình sẽ cắt ra nhá. Để nhiều khi mình đi lên nó cứ bị vướng vướng sao sao các bạn ơi. Đó, mình sẽ cắt cái này để đi không bị vướng nữa nha. Đó, giờ đi nột hơn rồi này. Cái này cũng cắt luôn. Đấy. Rồi cắt ra đi, cặp máy này mình sẽ cắt ra hết. Rồi giờ sẽ làm một cái đi lên bằng cái dàn giáo nha. Đặt như vậy. Đấy, mình sẽ trèo lên. Rồi, ô cái này trèo lên thêm một ô nữa đi. Đấy. U, này phải đè ship mới đặt được các bạn ơi. Rồi, đặt lên đây, sau đó mình sẽ mở rộng cái này ra để làm để trồng cây nha. Đó. Rồi cái này thì dùng kéo cắt ra đi để lấy cái mấy cái lá lại các bạn. Rồi, mình sẽ làm phần sàn nha. Chắc xuống thêm một ô nữa đi các bạn ơi, để làm cho nó tiện ngay. Rồi, mở ra. Đụng ở dưới luôn. Không sao đâu, một tí mình sẽ ốp thêm lá ở phía dưới các bạn để không là lộ phần đất ở phía trên ấy. Rồi, giờ mình sẽ ốp đất lại. Làm cái ruộng này không cần quá bự đâu các bạn ơi, làm mà bé bé là được à. Rồi, đấy, để mình có chỗ trồng trọt thôi. Đấy. Đặt như vậy. Sau đó mình sẽ mở rộng cái tán lá này ra cũng được đấy. Mình sẽ mở rộng cái tán lá này ra thêm đi các bạn ơi. Hiện tại thì mình có mười mấy cái lá gô lá. Mới đây quên đã té rồi này. Trèo lên lại đi. Đấy. Mình sẽ leo lên đây rồi phá cái block này. Phá ra. Rồi, đi lên lại. Phiên bản mới này mình có thể đè ship nè các bạn, mình có thể chui qua một ô rưỡi này. Đó, lúc trước thì không thể nào đi qua được các bạn ơi, nhưng mà bây giờ thì có thể rồi. Đó, mình sẽ khum người xuống rồi đi qua thôi. Đấy, rất là tiện luôn, phiên bản mới này hay thiệt ấy. Ok, đi lên lại thôi. Đó, giờ mình sẽ tiếp tục nào. Mình ở đây ấy, thì mình sẽ đặt một ít cái phiến á các bạn ơi. Kiểu như cái đường đi lên ấy. Đó, đến nếu không mình đi nhiều khi nó lại dẫm hư lúa nữa các bạn. Rồi, giờ mình sẽ mở rộng cái tán lá này ra thêm một tí nha. Đấy, mở rộng ra tầm như vậy này. Như vậy. Đó. Đấy, rồi mình sẽ đặt thêm một ít cái gỗ các bạn. Thì nếu mình mở rộng ra không ấy thì nó sẽ không đẹp, phải đặt thêm gỗ thì nhìn nó mới giống cái cây tự nhiên hơn ấy. Rồi, mình sẽ đặt thêm một ít ở đây. Đó. Được chưa ta? Ok, tạm thời là vậy đi. Mình sẽ đặt thêm ở đây. Đó, đặt như vậy đi. Đấy. Vậy, vậy và ở bên đây. Rồi, vậy là xong rồi. Đó. Sau đó mình sẽ lấy cây cuốc các bạn, rồi cuốc lên thôi. Nước thì mình sẽ đặt ngay chính giữa nha, để cho nó lan rộng ra đều ấy các bạn. Đặt ở đây. Đó. Và ở đây thì mình cần phải làm một cây cuốc ấy các bạn ơi, cây cuốc ấy. Rồi giờ mình sẽ làm một cây cuốc gỗ đi, hoặc là cuốc sắt cũng được để mình dùng lâu dài luôn ấy các bạn ơi. Rồi dùng cuốc sắt đi nha. Mình quên đem mấy hạt giống nữa, tí nữa mình sẽ quay về rồi lấy mấy hạt giống rồi lên trồng lại nha các bạn. Rồi giờ cuốc lên thôi. Rồi. Ok hết. Rồi. Ở đây thì mình nghĩ mỗi tầng ấy mình sẽ trồng một loại cây trồng khác nhau các bạn ơi. Tỷ ở đây mà trồng lúa ấy thì tầng ở bên trên ấy thì mình sẽ trồng cà rốt chẳng hạn. Đấy. Tạm thời là như vậy. Ngoài ra thì ở phía dưới ấy, mình cần phải ốp thêm mấy cái lá các bạn ơi. Để như không như vậy thì nhìn nó hơi kỳ ấy. Rồi giờ mình sẽ xuống dưới rồi ốp thêm ít lá ở phía dưới nha. Ok các bạn, mình đã hoàn thành xong cái vườn trên cây rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trồng lên nha. Ở đây thì mình sẽ trồng
trồng gì ta, trồng dưa hấu đi. Đó, và một cái hộp bí ngô. Đấy, dưa hấu và bí ngô đúng không? Rồi, ngoài ra ở đây thì mình sẽ trồng thêm lúa đó các bạn. Ở tầng dưới thì mình sẽ trồng lúa nha. Còn ở tầng phía trên thì mình sẽ trồng khoai tây với cà rốt. Đấy, rồi, đặt vào thôi. Ở đây mình còn một cái cửa sập, chắc đặt vô đây luôn đi các bạn ơi, để nhiều khi mình đi không bị lọt ấy. Đó, rồi bây giờ chúng ta cùng lên tầng 2 để trồng khoai tây và cà rốt nào. Ở trên đây mình dự định sẽ trồng thêm cái gì ta? Cái đó là cái quả mông ngọt đúng rồi. Cái quả mông ngọt nha các bạn. Mình sẽ trồng thêm một ít cái quả mông ngọt ở trên đây luôn nha. Đấy, giờ mình sẽ phá đất đi, rồi mình trồng lên đây các bạn. Mình quên lấy cái đất có cỏ các bạn, lên đây nhìn cho nó đẹp nhưng mà mình lỡ rồi. Thôi kệ, trồng gì cũng không sao đâu các bạn ơi. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ trồng thêm dưa hấu với bí ngô luôn nha. Dưa hấu bí ngô thì mình sẽ trồng chỗ nào cho thích hợp đây ta? Trồng đây đi. Đó, ở đây một hạt dưa hấu và một hạt bí ngô. Ngoài ra ở đây mình sẽ trồng cà rốt này, mỗi một hàng là cà rốt, một hàng là khoai tây nha bạn. Đó, rồi trồng vào. Mới đây muốn không đủ rồi này. Rồi, còn như đây thì mình sẽ trồng khoai tây nha. Mình thiếu một cái cửa sập rồi, chắc tí nữa mình sẽ chế tạo cái cửa sập sau đi các bạn. Rồi, tạm thời thì mình chỉ đem có một ít cái khoai tây các bạn ơi. Mình tưởng con này nhỏ cho nên mình đem ít ai về là một hồi thiếu rồi, không sao đâu, ít nhất mình cũng trồng được rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống nha. Đó, lùm lùm đi xuống mà tự nhiên vô ô nước chi không biết nữa. Đó, ở đây mình có thể trang trí thêm các bạn, kiểu như một cái nhành cây để chống ở phần phía trên này. Tại vì mình thấy ở phía trên khá là nhiều lá các bạn à. Đó, cho nên mình làm một cái phần kiểu như chống phần lá phía trên này. Rồi, ở thời gian sắp tới nếu các bạn muốn mình xây gì thêm ở trên cây ấy, thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Để mình biết rồi những tập sau các bạn mình sẽ cùng các bạn xây thêm thật là nhiều thứ ở trên cây luôn nha. Ok, giờ lấy cái giường rồi quay về nhà làm công việc tiếp theo thôi các bạn ơi. Ở như tập trước thì mình có tìm được một cái bản đồ kho báu bên trong vườn mới các bạn ơi. Đó, nó cũng khá là gần chỗ mình ở luôn này. Bây giờ chúng ta cùng đi tới chỗ đó luôn nha. Hiện tại thì mình đang ở phía góc dưới bên trái của cái bản đồ các bạn ơi. Giờ mình sẽ đi về vậy là mình cần phải đi về hướng bắc các bạn ơi, đi về hướng bắc một xíu ơi. Hướng bắc đúng không? Đây hướng bắc nè bạn. Mình sẽ đi về hướng bắc một xíu nha để tới một cái vùng biển các bạn ơi. Ở đây có một tên cướp dân làng nấp này. Rồi, mình lại dính hiệu ứng điểm xấu rồi mà không sao đâu. Đấy, sau này mình gặp mấy anh cướp dân làng mình quất luôn. Cái này thì dám đánh mấy anh dân làng của mình, đánh hết luôn các ông ơi, mình không còn một anh dân làng nữa hết đấy. Công tình mình cứu mấy ảnh rồi bây giờ mình không còn anh nào hết. Thiệt tình mấy ảnh luôn. Thôi kệ đi, giờ mình sẽ đi tiếp nha. What? Hình như phía trước là ngôi làng sao các bạn, có chỗ trồng lúa kìa. Đúng rồi. Mà không được. Mình đang dính hiệu ứng điểm xấu nữa các bạn. Mình mà lại ngôi làng thì lại chiến đấu nữa. Bây giờ mình muốn tìm kho báu thôi các bạn ơi. Thôi để tập sau đi, tập sau mình và các bạn sẽ cùng nhau chiến đấu để đánh mấy tên cướp dân làng nha các bạn. Lần này mình sẽ quyết tâm ha, đánh bại hết tất cả bọn chúng luôn. Ok, giờ mình sẽ chế tạo một cái thuyền để đi ra biển nha. Tại vì cái bản đồ này cần phải đi về hướng đông nữa các bạn ơi. Cái bản đồ nó mở rồi nè các bạn ơi. Đó, nó bắt đầu di chuyển rồi đây. Yeah. Ok, hình như là ở phía trước các bạn ơi. Nó cũng gần lắm rồi. Mình sẽ lại gần cái đảo nha. Đấy, mình đi tới một xíu nữa. Có cái thuyền luôn kìa. Mình sẽ lùi lại một xíu. Rồi rẽ về hướng bên đây. Đó, tới một xíu nào. Tới chưa ta? Sao bây giờ nó vẫn chưa có hiện mũi tên nha. Ủa kỳ ta, bản đồ này kỳ các bạn, nó không hiện mũi tên ấy. Không giống như mấy bản đồ khác các bạn ơi. Nè, ngay rồi nè. Đấy, rồi. Để mình cầm một tay coi, để coi nó có bự hơn không nha. Cầm một tay nó mới hiện mũi tên các bạn ơi. Rồi, giờ chúng ta cùng đào xuống nha. Ngay đây này. Đấy, đào ra. Đây nè. Nãy giờ mình đào mà mình không để ý nó ngay đây luôn. Yay. Được một trái tim biển cả nữa các bạn ơi. Được một ít cái tinh thể lăn trụ biển này và sắt, cũng như là tinh ti và cá thôi. Đó, vàng nữa. Được đấy. Rồi, lấy hết về, cũng như là lấy cái rương. Trời. Ok, chắc mình lấy cây rương luôn các bạn ơi. Đó, sẵn tiện lấy cây rương vậy luôn đi. Rồi, giờ mình sẽ qua cái thuyền đó các bạn ơi. Hồi nãy mình gặp một cái thuyền ở bên đây này. Đấy, giờ qua lấy cái thuyền coi coi có cái bản đồ mới không nha. Mà mình sợ cái thuyền này nếu có bản đồ nó sẽ bị trùng với bản đồ mà mình đang sở hữu này. Mấy cái thuyền gần nhau thường thường ưa bị trùng lắm các bạn ơi. Rồi, lên lại coi. Cái thuyền này bị nứt gần hết luôn. Được đấy. Rồi. Có cái rương nè.
Wow, bốn cái bát súp đáng ngờ luôn. Ồ, cái thuyền này chở thức ăn à. Ồ, nhiều bát súp đáng ngờ thế. Rồi mình sẽ đào cái chỗ này coi có rương không nha bạn. À đây đây có đường nè. Ồ, để mình đào coi có rương không nha. Ủa, ủa ở đây không có rương các mọi người. Ồ, buồn nha. Ở đây không có rương rồi. Nó bị bể hết nữa nửa con thuyền các bạn, cho nên không có rương ở phần sau luôn. Ồ, được bốn cái bát súp đáng ngờ à. Cái súp đáng ngờ này chắc để tập sau ấy mình đánh với bọn cướp dân làng ấy, rồi mình sẽ ăn vào và xem coi nó có được cái hiệu ứng búp gì nha các bạn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà trước thôi các bạn ơi. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã làm được một cái lều trại ở bên đây các bạn ơi, cũng như là cái chỗ nung nấu đồ này và cái vườn ở trên cây các bạn. Ngoài ra mình còn tìm được kho báu từ cái bản đồ kho báu bị chôn vùi. Ở tập sau mình sẽ bắt đầu chiến đấu với bọn cướp dân làng các bạn ơi. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lộc. Nếu các bạn muốn mình xây gì hay làm những công thức gì mới những tập sau ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.